Chào mừng quý vị và các bạn đến với bãi kiểm của Thúy An ở Ung Môn. Rồi dạ. Hôm nay mình giới thiệu gì đây? Con chào chú Tấn, chào tất cả bà con. Thì đến với hôm nay thì con có một số cây kiểm như trang mini để bàn rồi, cũng nhiều loại lắm đó nha cô chú anh chị. Giá cả phải chăng thôi. Rồi. Rồi, cây đầu tiên là cây số 0. Đó là một cây tràm mi. Đây, đang xơm nụ rất là nhiều nha. Đó. Đây nụ của nó đây nè. Cái này là vừa chơi lắm á. Rồi, con xin đo chiều cao của nó là 85. Rồi, tán ngang vị trí này là 68. Đó. Tàn nó gì nè. Cây đang sống rất khỏe thuần chậu nha cô chú anh chị. Rồi. Hoành vị trí này là 12 ha. Rồi, cây này con xin báo giá là 1.200.000 bao phí ship toàn quốc. Số điện thoại của con là 0939700449. Rồi, đến với cây số 1 là một cây trang đỏ lá nhỏ nha. Đó. Đây. Cái bao số. Cây rất là già cây nha cô chú anh chị. Rồi, lớn lên. Rồi. Cao lên. Đây, chiều cao của nó là 140. Rồi. Tán ngang tương đối thôi. Tán ngang tương đối của nó là 135 đi. Rồi, xe chậm chậm vòng qua. Tàn đều đặt nha cô chú anh chị. Cái này con có 2 cây. Đó. Cặp luôn ha. Dạ. Con có 2 cây một cặp, cô chú nào có nhỏ hứng một cặp á thì con giao lưu luôn. Rồi cái này con xin đo. Rồi, đo sao giờ? Một buổi nhiều cây. Dạ nhiều cây. Giờ con đo hạo thử một hoành gì của nó đi. Là 13. Đó. 13. Dạ. Xây đi. Rồi, cái này con xin đo củ bự này của nó nha. Củ bự này của nó là 28. Đó. Rồi, cây này con xin báo giá là 4.200.000 bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị nha. Rồi, xuống cây. Rồi. Cây số 1 phải không? Dạ, cây số 1. Trang đỏ lá nhỏ. Rồi, tiếp tục. Rồi, tới cây số 2 cũng là trang đỏ lá nhỏ luôn. Cô chú anh chị nào thích một cặp thì con giao lưu con bớt tiền lại nha. Dẹp bao số. Đó. Rồi, cây số 2. Rồi, cây số 2. Na ná như cây kia. Hai cây là một cặp chơi là rất là êm. Chiều cao của nó vị trí này là 138. Đó, tán ngang là 132. Rồi, xem vòng coi. Đó, tàn đều đặt nha. Như cái núm dù vậy đó. Rồi. Đó. Con xin đo một cái hoành lớn bên đây đi. Đây, vị trí này là 14. Rồi. Tổng cái hoành này của nó là 28 hay gì á. 28 rồi. Rồi nè, đó. Gì đó. Đó, 28 29. Quay. Rồi. Mã số 2 này con xin báo giá là 4.200.000 bao phí ship toàn quốc. Rồi. Rồi một cặp thì sao? Một cặp thì có thể thương lượng với con giảm một xíu nha cô chú anh chị. Rồi, số điện thoại của con là 0939700449, cũng là số Zalo luôn. Chỗ con ở hiện tại là khu vực Thới Hòa, phường Thới An, quận Ung Môn, thành phố Cần Thơ. Rồi, đến với cây số 3 là cây trang đỏ nha. Đó, đang lên bông rất là nhiều. Rồi, giờ con xin đo chiều cao của nó nha. Chiều cao. Rồi, chiều cao của nó vị trí này là 55. Tán ngang của nó là 93. Cho dòng tàn đấy. Đây, dòng tàn gì thuần hả? Thuần chậu rồi phải không? Dạ, cái này là thuần chậu rồi chú Tấn. Đó, đang lên bông rất là nhiều luôn. Cây thần chậu nên rất là khỏe nha. Rồi. Rồi. Mà bộ đế của nó bị bọng một miếng nhưng mà cây sống rất khỏe nha. Rồi, bọng hết phần nữa rồi. Rồi. Rồi, quay qua đây. Đó. 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 Quay nữa chậm chậm đi. Che lũa. Rồi, nhưng mà sống rất khỏe nha cô chú anh chị. Bao sống phải không? Dạ, con bao sống. Bao nhiêu này? Rồi không đó, nó bọng gì đó. Rồi.
Rồi, cây số 3 này con xin báo giá là 1,5 triệu. Nhưng khi ship thì con để chậu lại nha cô chú anh chị. Rồi, cái bậu nha. Khoảng 12 ha. Dạ. Rồi. 1,5 triệu hả? Dạ, 1,5 triệu hả? Rồi. Rồi, cây số 4 này là một cây trang vàng bonsai. Vô dây hết rồi nha cô chú anh chị. Rồi, chiều cao của nó vị trí này là 65. Tán ngang của nó là 82. Đó, cây này cũng là cây thuần chậu luôn. Đó. Rồi. 10. Mã số 4 này con xin báo giá là 1 triệu. Bao phí ship toàn quốc nha. Rồi, liên hệ qua số điện thoại 0939700449. Cũng là số Zalo luôn. Rồi, mã số 5 là một cây trang hồng phấn cổ đang lên bông rất là nhiều. Đây, chiều cao của nó là 105. Tán ngang của nó là 70. Cây này cũng là cây thuần chậu luôn nha. Rồi. Khoan, đây. Từ từ đi. Đó, đang lên bông. Này là hồng phấn cổ nha cô chú anh chị. Đang lên bông rất là nhiều. Cái này lên bông rộ thì có thể cho mùi hương nhẹ nha. Rồi. Rồi, con xin báo hoành. Hoành sao? Hoành cây lớn đi. Hoành cây lớn của nó hả? Để con đo. Đây. Hoành cây lớn của nó là 12 yếu. Xíu, rồi. 11 đi. Rồi. Rồi. Có cây con là mã số 5 này con xin báo giá là 1 triệu. Bao phí ship toàn quốc nha cô chú anh chị, đảm bảo cây tới nhà an toàn nha. Rồi, đến với mã số 6 là một cây trang tím sen. Đang lên nụ, cây rất khỏe nha, thuần chậu. Chiều cao của nó là 89. Tán ngang của nó là 72. Rồi, sang em chậm. Đó, tàn đều đặt nha cô chú anh chị. Đó, màu tím sen. Rồi. Xin báo hoành ở vị trí này là 14. Rồi. Đó. Mã số 6 này con xin báo giá là 1 triệu. Bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị nha. Rồi, xuống cây. Xuống cây. Rồi, nhắc số điện thoại luôn đi. Rồi, số điện thoại của con là 0939700449. Rồi, mã số 7 cũng là một cây trang tím sen luôn. Để ngoài nắng thì bông nó màu tím sen đậm nha. Còn trong mát thì nó hơi lợt xíu. Đây, chiều cao của nó là 89. Tán ngang ở vị trí này là 85. Đó, tím sen mã số 7 nha cô chú anh chị. Đây, đang lên bông rất là nhiều. Đó. Rồi. Cái này là có củ đế nha. Xin đo. Dạ, thuần chậu hết chứ tức. Nguyên củ này. Rồi, củ này 21 thôi, siết dây luôn nha. Lâu ghê không. Rồi. À. Mã số 7 này là 1 triệu. Đó, cô chú anh chị nào thích thì giao lưu với con. Đó. Rồi. Rồi, đến với mã số 8 là một cây trang cam. Bụi nha cô chú anh chị. Chiều cao của nó là 56. Tán ngang của nó là 72. Đây, đang lên bông rất là mạnh. Cây này cũng là cây thuần chậu luôn. Rồi. Cây này có cây bằng đồ đũa ăn, có cây bằng ngón tay út con nha. Mã số 8 này là 400k thôi, bao phí ship toàn quốc nha. Rồi. Đến với mã số 9 là một cây trang vàng. Đó. Cái này vô chậu được khoảng gần tháng rồi nghe cô chú anh chị. Rồi, cũng ổn định nè ha. Dạ, ổn định rồi đó, cây khỏe rồi đó. Chiều cao của nó là 125. Tán ngang vị trí này là 78. Đó. Quay vòng đi. Rồi. Cây cũng khỏe rồi đó nha. Rồi, đo đi. Rồi, báo hoành ở vị trí này là 11. Ha. Cây một cốt thoát thân cao nha. Cây này con xin báo giá là 1,1 triệu, một bao phí ship toàn quốc. Xuống cây. Con đảm bảo sống khỏe nha cô chú anh chị. Rồi, đến với mã số 10 là một cây trang vàng Pháp. Vàng Nhật nha. Chiều cao của nó là 72. Tán ngang của nó là 55. Đây, cái lá nó quấn quấn gì nè, tròn tròn. Bông nó thì màu vàng đậm. Rồi. Quanh vị trí này là 8. Đó.
cũng là cây thuần chậu luôn, 500k cho mã số 10 nha. Rồi. 11. Đó, hồng phấn. Có bộ đế rất là đẹp nha. Chiều cao của nó là 59. Tán ngang vị trí này là 40. Cây đang lên bông. Đó, nụ rất là nhiều. Rồi. Hoành này là cỡ khoảng 6-7. Đây, có bộ đế rất là đẹp. Rồi, cây này con xin báo giá là 400k, bao toàn bộ phí ship. Đến với mã 12 là một cây tùng La Hán. Rồi, đó. Bị lũa nha cô chú anh chị, nhưng cây sống rất khỏe nha. Rồi. Chiều cao của nó là 42. Tán ngang của nó là 52. Đây. Hoành này khoảng 12-13. Đây, 13 ở vị trí này. Rồi, bị lũa như vậy nhưng con đảm bảo sống khỏe nha. 12 là 600k. Rồi. Đến với mã 13 là một cây tùng Đài Loan. Đây, không thẹo dít nha cô chú anh chị. Tùng chiều Đài Loan cao của nó là 57. Dạ, tùng Đài Loan, cái lá nó tròn hơn cái tùng La Hán. Rồi. Rồi. Tán ngang của nó là 65. Đây. Bộ đế rất là đẹp luôn. Đó. Mã 13 này là 650k. Đó. Đây, hoành vị trí này là 13 luôn. Siết dây luôn. Thuần chậu nha cô chú anh chị, 650k. 14. Đó. Này là tùng La Hán. Chiều cao của nó là 62. Tán ngang vị trí này là 62 luôn. Đó. Cây đảm bảo sống khỏe nha. Vô dây hết rồi. Rồi, có lỗ đường thân. Dạ, nha. Có lỗ đường thân vậy. Đó. Hoành vị trí này là 19. Đó. Đây, 14 là 650k. Bao sống bao ship cho cô chú anh chị nha. Đó. Rồi, mã 15. Đó. Đó. Cũng là tùng La Hán luôn. 45 là chiều cao, tán ngang của nó là 62. Đó. Cây thuần chậu luôn rồi, nha cô chú anh chị. Đi, dạ cỡ đó. Đây, rồi. Bộ đế rất là đẹp. Mà bị lũa nhưng cây sống rất khỏe. 700k cho mã 15. Đó. Rồi, 16. Mini để bàn nha cô chú anh chị. Rồi. Chiều cao của nó là 39. Tán ngang vị trí này là 39 luôn. Đây, có bộ đế nằm rất là đẹp. Mã 16 này là 600k. Hoành này khoảng 10. Rồi, 600k. Mã 16. Ship toàn quốc ha. Dạ, con bao ship toàn quốc. Đến với mã 17. Đó. Một cây linh sam siêu bông nha. Dáng thế rất là đẹp. Vô dây hết rồi nha cô chú anh chị. 52 là chiều cao. Tán ngang ở vị trí này là 70. Đây. Bẻ tai chi hết rồi. Này, con xin báo hoành. Hoành ở vị trí này là 21. Kéo thẳng thước dây nha. Đó. Rồi, thuần chậu luôn. Có bộ đế rất là đẹp. Mã số 17 này con xin báo giá là 1.800.000. Rồi, mã 18. Đây. Có bông màu tím nha cô chú anh chị. Rồi, xin đo chiều cao. 40 là chiều cao. Rồi, tán ngang của nó là 57. Đây. Đảm bảo cây sống khỏe nha. Rồi, quanh vị trí này là 8 đi. Đây, bộ đế nôm rất là đẹp. 18 là có giá 600k. Đó, cho cây linh sâm. Mã 19 là một cây me. Bữa nay là cây cảnh hỗn hợp nha cô chú anh chị, rất là nhiều loại. Đây, 19. Rồi. Này đo gì đi. Chiều cao của nó là 30. Tán ngang của nó là 39. Này cũng vô dây hết rồi nè. Rồi, hoành thân. Rồi. Hoành thân vị trí này là 13. Đó, me dán nằm nha. Thuần chậu luôn. 19 là 400k. Bao phí ship. Ship chậu cho cô chú anh chị luôn. Rồi, mã 20 là một cây me chua luôn nha.
Chiều cao của nó là 42. Rồi, tán ngang vị trí này là 32. Dáng uốn lắc lượng. Rồi, hoành 10 ha. Hoành này có 10, 11. Đây, bộ đế rất là đẹp, 400k cho mã 20. Một cây me chua. 21. Cũng 400k luôn nha cô chú anh chị. Đó, dáng thế lắc lượng rất là đẹp. Chiều cao của nó là 44. Rồi. Tán ngang của nó vị trí này là 45. Rồi. Đó, dáng vậy đó rất là đẹp. Hảo cái hoành ra cho cô chú anh chị. 10 đi. Đó, 21 này là 400k. Me rất là già nha cô chú anh chị. Nó nhỏ nhưng nó già, rất già rồi. 22 là một cây bông giấy. Ghép cẩm thạch. Chiều cao của nó là 80. Tán ngang của nó là 52. Những cái lá, những cái nụ này khi xếp tới nhà cô chú anh chị có thể rụng lá, rụng bông nha. Nhưng mà hiện tại là cây bông giấy này nó sống rất là khỏe. Một màu thôi. Rồi, dạ, đâm chồi lại rất là nhanh. Rồi, ghép cành. Rồi. Vị trí này đi, là 11. Đó. Rồi, báo giá là 500k, bao phí ship toàn quốc. Rồi. Đây. Mã 23. Chiều cao của nó là 58. Tán ngang vị trí này là 49. Đó. Hoành của cây này vị trí này là 11. Rồi. Đây. Rồi, cây này cũng có giá là 500k luôn. Bao phí ship toàn quốc. Đảm bảo cây sống khỏe nha cô chú anh chị. Rồi, mã 24. Đây. Đây là bông giấy mình. Chiều cao của nó vị trí này là 76. Tán ngang của nó là 78. Rồi, gốc này gốc gì? Cái này là gốc giấy ta hả? Giấy ta. Phải không? Không. Đây, hoành của nó là 14. Rồi, giấy ta ghép cẩm thạch. Dạ, 24 này là 550k. Bao phí ship toàn quốc. Rồi, mã 25. Chiều cao của nó là 68. Tán ngang của nó là 60. Đó, cái này khi xếp tới nhà thì có thể rụng bông, rụng lá nha cô chú anh chị. Chậm thôi, ngưng luôn đi. Đó. Rồi. Rồi. Báo hoành ở vị trí này là 11. Rồi, nhiêu? Rồi, 550k, bao toàn bộ phí ship. Rồi. 26. Đây. Một cây bông giấy. Chiều cao của nó là 59. Tán ngang của nó là 72. Rồi, mã 26 này là 450k. Hoành này là 12 đi. Rồi, 450k. Số điện thoại của con là 0939700449. Cũng là số Zalo luôn nha. Rồi, 27 là một cây kim quýt. Đó. Này uống đã tháo dây ra hết trơn rồi nha. Chiều cao của nó là 40. Tán ngang ở vị trí này là 42. Đó. Rồi, hoành. Hoành trên đây đi. Đây, chỗ eo là 12 nha. 27 này là 600k. Bao phí ship toàn quốc. Ship chậu cho cô chú anh chị luôn nha. Rồi, đến với mã 28. Là một cặp cần thân. Củ đế đặc. Đây. Đó. Gì? Gì? Rồi, giá cặp này nha. Rồi, cặp này có giá là 600k. Bao phí ship toàn quốc. Đảm bảo sống an toàn cho cô chú anh chị nha. Rồi, đổi. Cây đâm chồi rất là mạnh luôn rồi. Rồi, mã 29. Đây, củ đế này rất là đẹp. Đây. Đó. Rồi. Cặp này có giá là 600k cho mã 29. Cần thân này đế quái quái không nghe cô chú anh chị. Rồi, mini số. Để bàn rất là đẹp. Bóp tay. Rồi, rồi, rồi. Nè, nè. Đó. Rồi. Rồi, cặp 30. Đây, củ đế rất là quái. Đó. Này. Con đảm bảo sống khỏe nha. 30 này là 600k. Bao sống bao ship. Đây, cây đâm chồi rất là mạnh nè. Cặp 31. Đây. Nhỏ. Cây này nhỏ, củ nhỏ. Rồi. Rồi, nhiêu? Rồi, cặp này là 500k. Bao sống bao ship toàn quốc. Cô chú anh chị nào thích cặp nào thì liên hệ với con nha. 32 550k.
Đây, dáng quái nè. Cũ đế đặt đây. Rồi. 550k cho mã 32. Rồi, 33. Đây. Đó, mini để bàn rất là đẹp nha cô chú anh chị. Rồi. Đây. Đó, cái này cũng quái quái nè. 400k cho cặp 33. Cặp 34. Đó. Đây đâm chồi lên tượng non rất là đẹp. Đó. Cái này có dây kẽm trong đây nhưng không sao nha chú anh chị. Nè. Nhưng nó sống rất là mạnh. 34 này là 500k, bao phí ship toàn quốc. Rồi. Đây, 35. Sam. Rồi. 31 của nó là chiều cao. Hỏi đó cao đi, lấy cho mình 30 đi. Rồi, 19 là hoành. 9, 30, 30, rồi bên đây là có 2 cây. Có hoành theo đây. Dạ. Hoành này là 23 đi. Rồi. Rồi, cặp 35 này con xin báo giá là 500k. 36. Cái này bự bự. Đây, hoành vị trí này là 25. Rồi, cái này là 25 luôn nha cô chú anh chị. Rồi, cao cũng 25 luôn đó. Dạ, 36 này là 500k, bao phí ship toàn quốc. Bọn này cao 20. 37. Này lùng lùng. Đây, rất là đẹp luôn. Không con lai thì nó giao lưu hết rồi. 22 là hoành. Đó. Đây, con đo. Cây đang đâm tược rất là mạnh nha cô chú anh chị. Đây, bên đây là 18. Đó, cặp này con xin báo giá là 500k cho mã 37. 38 là một cặp sung nha. Đó, sung đế quái, đâm chồi rất là mạnh. Cây sống khỏe, 400k cho mã 38. Đó, dáng thế rất là đẹp. 39, sung luôn. Đó, đế rất quái nè. Rồi, cặp này cũng là cặp cuối clip thì con xin báo giá 350k. Còn còn một cây dâm bột ta nữa. Đây. Đây là một phôi dâm bột ta nha. Đó, cây rất khỏe. Bông màu gì báo luôn. Bông màu đỏ lồng đèn chú Tuấn ơi. Chiều cao của nó thì con đo hao hạo vị trí này đi là 35. Đó. Này đo một quanh cái đỉnh đây ạ. Rồi. Cái này con xin báo là 21. Rồi. Đây. Giống như cái bàn tay vậy đó. 40 này là 1.400.000. Bao phí ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Cây đang đâm chồi rất là mạnh. Rồi. Rồi, cũng là cây cuối clip thì con xin cảm ơn cô chú anh chị trong thời gian qua đã ủng hộ con. Con xin chân thành cảm ơn cô chú rất nhiều ạ. Rồi, xin mến chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại vào những clip sau.